tuyệt vời trên cả tuyệt vời bác nhá. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang test và giới thiệu về hai quả súp Mỹ đẹp lung linh. Đây là dòng súp đến từ tập đoàn Yamaha, có tên là Severus 118V, được lắp ráp và xuất nguyên khối tại Mỹ, sở hữu một cột từ 220 và họng là 19, rất phù hợp cho bác nghe nhạc chuyên sâu và hát karaoke. Thì quả súp này ấy, thiết kế cực kỳ tinh tế và đẹp mắt, thùng gỗ và sơn sần nhựa. Khi bác nhìn đấy thì nó rất cân đối hài hòa, gần như hình vuông thôi nhá. Sở hữu lỗ thông hơi ở phía dưới, một logo của Yamaha rất là đẹp luôn, như kiểu cái bánh lái của tàu thủy ấy, đúng không? Ở trên là con người tiêm cò này, đấy nhá, con người tiêm cò có nhìn chưa? Rất đẹp. Và thùng gỗ sơn sần nhựa, rộng 61, sâu 64, cao 72, hỗ trợ ra cắm nhá. Sản xuất chuyên dụng của Mỹ. Thì đó là tập đoàn Yamaha ấy, đó là tập đoàn xuất xứ từ Nhật Bản đúng không ạ? Nhưng mà người ta bán tập đoàn này cho Mỹ rồi. Tức là Mỹ người ta có quyền sản xuất bác nhá, bán thương hiệu và bán công nghệ. Hay đấy bác nhá. Ví dụ như bác mà so sánh ấy, những quả súp JBL có model là 18 ấy thì sẽ không có hay quả này luôn. Quả này thì nó đẹp bác nhá, đẹp mắt. Quả này thì bắt nó rất sâu, thùng nó sâu mà. Nó sâu đến 64 đúng không? Cao 72. À, rộng 61, rất là vuông vắn luôn. Công suất của nó thì cũng rất ổn anh em đấy. Công suất nó là 600W và mắc là 1200. Dễ ghép giải, dễ ghép giải. Cái mắt mềm, uy lực. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Bây giờ phần 2 nhé, em quay cái độ những cái bên trong của nó thì bác xem độ đẹp, độ chất ra sao nhá. Đẹp lắm ạ. Đẹp tới 95%. Cái này mới thì nó gần 50 triệu cơ. Xuống bãi là em đang bán giá rất tốt nhá, 12 triệu bao ship. Đấy. Anh em có nhu cầu chốt thì cọc 5 triệu nhá. Anh Nguyễn xin chào tất cả các bác anh em là những người đam mê súp nhá. Thì trong video ngày nay, anh Nguyễn lên sóng và giới thiệu đến bác về một dòng súp phải nói là cực hiếm và vô cùng hay và đẹp mắt. Thì đây là một dòng súp đến từ tập đoàn Yamaha và có model là Severus 118V, một dòng súp 50, sở hữu từ 22 coi 76, rất phù hợp cho tất cả các bác và anh em nghe nhạc chuyên sâu, hát karaoke và đòi hỏi đến tiếng bass dày, tiếng bass ấm và uy lực. Thì tập đoàn Yamaha này nó là một tập đoàn, nó có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản, nhưng một cái hãng Yamaha này đã bán trong Mỹ từ rất lâu rồi. Thế do vậy là cái loa Yamaha này thì có thể sản xuất trực tiếp trên đất nước Mỹ hoặc là Đài Loan hoặc China và một số quốc gia khác. Trong clip này thì anh Nguyễn lên sóng giới thiệu chuyên sâu bác về hai quả súp Yamaha có model là Severus 118V. Thì cái dòng này được lắp ráp và sản xuất tại Mỹ nhá. Đầu tiên về cặp thùng ấy thì cực kỳ đẹp. Đấy, cái thùng này nó hình vuông, mà nhìn nào. Rất đẹp nhá. Vuông vắn. Thùng gỗ dày chắc chắn và nó là sơn sần nhựa polymer. Cho vậy là khi bác nhìn vào đấy nó rất là tinh tế và rất là đẹp mắt. Trưng bày đẹp, nghe hay. Thùng vuông quá nhá. Con này thì nó rộng là 61, sâu là 64 và cao 72. Hỗ trợ cả cọc cắm này. Đấy. Thông số thì nó ghi luôn trên mặt máy luôn nhá. Rồi Severus này, 118V. Đấy, con này thì sản xuất lắp ráp tại Made in USA. Công suất thì rõ ràng nhá, 600W này. Là giờ máy S này, đúng không? Và 1200 liên tục. Đấy. Độ nhạy trên 6 decibel. Và dưới một cái logo của Yamaha quen thuộc. Đấy, thùng thành đẹp quá nhá. Chắc lắm, thùng nó rất là chắc quá nhá. Chắc chắn, cực kỳ chắc luôn. Dày cộp. Đấy. Đây sách bằng sắt này. Logo đầy đủ luôn. Đấy. Đây một cái là một cái logo tem nó cảnh báo cái gì này. Đấy.
CVDUP 118V. Đây, mã vạch anh nhá. Tất cả đây. Rất đẹp luôn. Sản xuất ra tại Made in USA. Hỗ trợ hai cổng vàng và lưu trích và 6 ly. Vô cùng đẹp nhá. Đôi này thì nó đẹp như mới luôn. Mới quắc quọc. Đây là phần driver. Anh em nhìn cái bát trông có sướng mắt không này. Đấy, màng nó rất đẹp anh nhá. Cân độ tầm dầu 3 xếp. Cho nên cái tiếng bát này nó rất là mềm, nó êm tai và nó nực lã anh em nhá. Anh nhìn cái màng nó rất là sâu, cái phễu sâu này. Do vậy thì sợ giúp đi rất là xa và phổ rất rộng khi anh em mà nghe nhạc nhỏ nhá hoặc là to ấy, màng đẹp cực kỳ luôn anh nhá, không tì vết luôn. Đây, các bác xem cái màng này. Đẹp xuất sắc, gân lụa tầm dầu 4 sóng. Và những cái súp nào mà gân lụa tầm dầu 4 sóng anh nghe nhạc nó hay em nhá. Nó hay vô cùng luôn. Đấy. Và đây là cái từ đây bạn ạ. Đấy, từ đen quýt đúng không? Đặc trưng của Yamaha là nó hai cái từ đen này này. Đấy, và xương thẳng cúp cúp này. Rất máu. Rắc cắm loa. Đấy, con này thì từ 22 rồi. Họng con này là họng khoảng 76 nhá. 76 thì bao giờ nghe nó cũng sướng hơn. Bao giờ cũng mềm mà nhá, nó không cứng. Nghe nhỏ nó vẫn ra tiếng ủy của nó. Đấy, bạn nhìn nhá. Con này mà các bác mà ghép thì thôi luôn. Chất lượng nó quá hay bạn nhá. Đẹp như mới, anh nhìn cái nhện này. Đúng không? Còn vắng ươm và màng còn rất mới tinh tế đây. Đấy, xương nó chưa một tí nó han ố anh em xem này. Ở trên bát nó có cả những cái mã đàng hoàng này, đây. Cái tem nhỏ của nhà xuất đấy. Thấy chưa? Em quay chi tiết nhá. Anh em nào một chốt hạ thì chốt này. Nó quá đẹp luôn đúng không? Nó quá là đẹp bạn nhá. Đẹp long lanh luôn, không chê được luôn. Đấy. Đây là quả bát này, nguyên si nhá. Mọi anh tin mua sắm phối ghép liên hệ với em số máy 0937583110 hay Nguyễn giao hàng Hàn Quốc. Và quả súp này thì báo cáo em đưa cái giá phải nói là rất tuyệt vời nhá. Nếu quả súp này nó sẽ đánh hơn quả súp 118 của JB nhá, sẽ hay hơn mà đẹp hơn, chắc chắn hơn, mà giá của này chỉ rất êm thôi, tính như bác là 12 triệu của này luôn nhá, bao ship tặng một cái dây loa. Bác nào nhu cầu cọc cho em 1 triệu nhá, 12 triệu quả súp này quá tuyệt vời đúng không, quá tuyệt vời quả súp mỹ xịn này. Đấy, bác nào nhu cầu thì alo cho em nhé. Anh Nguyễn chào các bác ạ.